Mở đầu video là cảnh hai nam thanh niên do không quan sát khi đi đường nên đã tông vào nhau. Xe máy của nam thanh niên áo đen đã tông vào chân thanh niên áo xanh nên đã ngã xuống đường. Mới đầu, thanh niên áo xanh vẫn đứng bình thường, ngoái nhìn lại đối phương có sao không, sau đó cũng tự nhiên đổ người ngã nhẹ xuống đường. Ngoái lại thấy đối phương đã ngã xuống đường, nam thanh niên cũng nhẹ nhàng ngã từ trên xe xuống. Anh thật là đỉnh. Mở màn là một pha treo gái ngu vượt biên giới các ông ạ. Không biết ngáo đá hay là bị sinh khó nên kẹt cái nết trong bụng mẹ nữa. Đã bị hốt lên phường rồi mà tay chân còn tấy mấy, bị đánh là phải. Cái mặt bình thường không muốn, muốn cái miệng nở hoa hay gì. Mẹ gái như ông này đầu thai cũng không hết. Ông này phải thêm mấy miếng chùa nồi để mài lại cái nết cho nó thẳng. Đúng là những mầm non tương lai của đất nước có khác. Tuổi đời chưa bao nhiêu mà cứ như dân trải đời nhiều lắm. Nhìn bọn con nít bây giờ mà mình tuổi thân muốn khóc ghê. Sống đến tuổi này còn chưa biết bàn tay con gái dài hay ngắn, mà bọn trẻ con đi ẻ chưa tự chùi đuýt được đã biết tán tỉnh nhau rồi. Mặt ông nhỏ này là sát gái lắm, lớn lên cứ phải gọi là gái chết như rạ. Mời đến. Giấc mơ này lạ lắm, có anh và em, có cả chiếc vòng ước nguyện luôn. Đã là anh em không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện cùng dở một cuốn lịch. Đừng có đùa với công an Việt Nam, toàn cao thủ giả danh bác bán báo, anh xe ôm, chị ráp thôi, tức xanh cả đấy. Khó, chết mẹ mình. Cặp này yêu nhau là phải chứ dễ gì tìm được người thường đạt đến cảnh giới tu luyện của hai người. Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu. Nhưng mà anh chị đã không phải là người thường khi chưa yêu rồi. Chắc hẳn anh chị đã có một tuổi thơ biến hình rực rỡ. Gặp được nhau là có duyên, ở bên nhau là nhờ siêu nhân gao biến hình. Chỉ có ở Việt Nam mới có bão mà không có gió kiểu này. Anh Tây lần đầu đi bão ở Việt Nam kiểu khoái chí chơi hết gà tẹt bô luôn. Cái nến mẹ trai này phải một chai axit mới chừa. Người ta đi với bạn gái cũng không tha. Axit dạo này bán rẻ lắm nha chị ơi. Trời ơi, ghê chưa. Đúng là ruộng sâu trâu nay không bằng con gái đậu lòng thật. Thà làm chục đám ruộng chăn một đàn trâu cũng không mệt bằng nuôi một đứa như này. Nhìn quả tóc cho táp 3 năm không tới, đủ hiểu độ chịu chơi của bà cỡ nào rồi. Còn dám bao biện gội đầu mà tóc rụng. Đúng là lý do chỉ có con nít mới nghĩ ra được. Người phụ nữ đành đóng vai người mẹ bất lực mà nhìn mái tóc khóc không được, cười cũng không xong. Sống mà không đẻ con gái, đời không nể anh em ạ. Đây con dùng kéo ông cắt đúng không? Nói thật cho mẹ nghe. Đúng không? Thế sao tóc của con đẹp thế mà sao con cắt đi? Thử thách đến tiền bằng tay không và cái kết khiến người xem phải lác mắt vì tiền nhiều quá. Đùa thôi chứ chiếc máy đếm tiền chạy bằng cơm này xịn quá à. Ngón tay cứ phải gọi là dẻo như múa, nội công quá thâm hậu. Nhìn cái tay bả mà tôi mê đóng tiền trên tay dễ sợ luôn, chứ không mê cái tay gì. Người ta bảo hung như chó mẹ nhưng tôi thấy không đúng tí nào. Phải là con gì là mẹ cũng hung, kể cả con vợ. Đùa tí thôi chứ đụng đến con mình, ai mà không tức đúng không anh chị em? Phen này thanh niên xác định chạy tuột quần. Kình ngư thế giới cũng phải gọi kình rắn bằng cũ. Bơi nhanh vãi nồi nước lèo, bơi khó vãi hèn gì có bơi ếch, bơi chó, bơi bướm các kiểu, mà không có ai tập bơi rắn được. Thật đáng nể, tại sao trên đời lại có những người lắm não vào mông thế? Đây gọi là ngáo có thực lực anh em ạ. Ông đi dọn vệ sinh hay đi tấu hài đường phố vậy cha nội? Hút đằng trước phun đằng sau thì có mà hút bay cái thanh xuân cũng không sạch rác. Có khi nào ông đi hút một hồi rồi quên luôn đường về nhà không? Quá đẹp cho hành động của hành khách và anh chiến sĩ. Người tốt luôn được đền đáp xứng đáng. Oh my god. Mời đến. Mời đến. Chó nhà người ta luôn không làm cho anh em ta thất vọng. Chắc cũng học hết cơm hết gạo mới được như này. Xí khỉ chán rồi, giờ xí chó cho nó ngậu. Pha bổ trái cây thần sầu khiến cái xưởng sản xuất dầu khóc thét. Bất ngờ chưa bà già, bàn tay phép thuật trái bầu bổ ra thành trái dưa. Chèo thuyền kiểu động cơ chạy bằng cơm thân thiện với môi trường, nói không với động cơ chạy bằng xăng dầu gây ô nhiễm môi trường. Kiểu gì?
Trời, mấy ẻo ma từ Canada sang Colombia. Đánh lừa thì giác cực căng. Cứ tưởng ông còn có nửa cái chân thật. Ở rừng chán rồi, về thành phố xem nhà lầu xe hơi cho đỡ nhà huê ra ấy mà. Chỗ nào tụi nó đi qua chắc cỏ mọc không nổi luôn ấy. Dân thành phố làm gì được thấy trâu thật đâu. Bảo sao không chạy mất dép cho được. Có những nỗi sợ thật kỳ lạ. Con sóc bé tí bằng cổ tay mình thôi. Nó có cắn mổ gì đâu mà sợ. Dùng tay bắt bà nó ra phải nhanh không. Con sóc thì sợ thế. Không biết vào nồi ôm xả với thùng bia rồi có sợ nữa không. Con sóc này thật là tinh tế. Biết người ta sợ còn hù thêm. Lại còn biết lựa chỗ êm thân mà bám nữa chứ. Có ông nào ước được làm con sóc không. Bao năm tập thể dục cuối cùng cũng có đất dụng võ. Thể dục thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn có cơ hội lấy lè với gái nữa. Nhưng phải công nhận skill ông này đỉnh. Tôi cứ tưởng úp mặt vào con sông quê rồi chứ. Đến đây thì chương trình Cười Lăn Cười Bò Channel xin được phép tạm dừng. Xin cảm ơn sự ủng hộ của anh em. Hẹn gặp lại trong những video sau nha.